Sáng mùng 10 tháng 6, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ về thăm cha mẹ tại xóm 6 xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Mẹ ông bà Nguyễn Thị Mai kể lại, thầy bảo cha mẹ về đi, để con ăn miếng cơm xong con về thăm cha mẹ. Để đoạn tuyệt với những tham ái dục vọng trần thế, bản thân ông trước khi đi tu đã khước từ mọi tài sản từ cha mẹ để lại. Khi đến nhà cha mẹ, ông không vào ngay mà sang nhà hàng xóm khất thực vì phải giữ giới. Ông không muốn tự tiện vào nhà người khác mà không được mời, dù đó là cha mẹ mình. Vậy 6 năm mới gặp lại, người thân duy nhất một lần, sư Minh Tuệ đã chia sẻ những gì? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sư Thích Minh Tuệ về thăm cha mẹ nhưng sang hàng xóm khất thực vì phải giữ giới. Cuộc trò chuyện với ông Lê Anh Tú hay còn gọi là Sư Thích Minh Tuệ và gia đình chỉ diễn ra trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ ông Lê Anh Tú cho biết, sáng nay trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thì thầy, bố mẹ gọi Lê Anh Tú là thầy kể từ ngày ông xin phép bố mẹ đi tu, đứng ngoài cổng. Do không biết thầy về, chúng tôi không ra chào đón, mời thầy vào nên thầy đã sang nhà hàng xóm khất thực. Sau đó hàng xóm báo tin thầy về. Sợ khất thực xong thầy đi, không ghé nhà nữa nên vợ chồng tôi chạy sang. Thấy chúng tôi, thầy bảo cha mẹ về đi, để con ăn miếng cơm xong con về thăm cha mẹ. Bà Mai cho biết thêm. Theo bà Mai, sở dĩ thấy cổng nhà mở nhưng thầy không vào là vì phải giữ giới. Thầy nói không được tự tiện vào nhà người ta mà không được sự cho phép của gia chủ. Nếu có người ra mời vào và cho cơm thì vào, không mời thì lại đi. Phải giữ giới với tất cả mọi người, ngay cả với cha mẹ đẻ mình. Còn ông Lê Xuân, 85 tuổi, cha đẻ của sư Minh Tuệ cho biết, 6 năm nay thầy mới về thăm nhà, có gầy và đen hơn nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh. Bàn chân thầy dù vượt qua bao chặng đường nhưng vẫn hồng hào mềm mại, không hề bị chai sạn, bỏng rộp. Mấy ngày trước thầy về làm căn cước công dân trên tỉnh, mọi người nói chở tôi đi gặp nhưng tôi không đi, không để ảnh hưởng đến đường tu của thầy. Tôi động viên bà nhà cứ yên tâm, thầy đã về đây rồi thì sớm muộn gì cũng về nhà, không phải lo nghĩ gì cả. Ông Xuân tâm sự. Theo ông Xuân, thầy không nói gì nhiều về thế sự, chỉ căn dặn bố mẹ và bà con lối xóm ăn chay, giữ giới thật tốt, tự nhiên mọi việc sẽ ổn. Lựa chọn pháp tu hành Đầu Đà, sư Minh Tuệ từng chia sẻ, hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi, con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người, khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Cũng trong ngày 10 tháng 6, trang điện tử Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981, thường gọi là Thích Minh Tuệ hay Sư Minh Tuệ, ngụ xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Trước đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú vào chiều 8 tháng 6. Đại diện cơ quan Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ, anh Tú sẽ được cấp căn cước công dân và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, khám bệnh, bảo hiểm y tế và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu làm mất căn cước công dân, anh Tú có thể đến công an để khai báo và làm lại. Khi nhận được căn cước công dân, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, cảm xúc của con như bao người công dân bình thường khác, nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp. Như vậy có thể thấy rằng bản thân sư Minh Tuệ đã thấy rõ được những quyền lợi của một công dân. Như Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, khi sư Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Song cần phải đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ đang thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với Hoàng Văn Trung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Ông Trung bày tỏ lo ngại nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc. Theo ông Trung, cần nhìn nhận thực tế, hiện nay nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc, có xu hướng dựa vào tha lực.
tức là dựa vào ban phát quyền năng từ bên ngoài mình, kể cả quyền năng để hiểu về kinh Phật, quyền năng để đạt được hiệu quả của tu hành. Thành ra, cứ thấy tăng thấy sư là đồn thổi, tìm cách tiếp cận, tìm cách hỗ trợ cúng dường cho sư Minh Tuệ và nghĩ mình nhận được lại phước báo. Tiến sĩ Hoàng Văn Trung khẳng định, đây là nghiêng về mê tín nhiều hơn chính tín, mê tín lãng phí thời gian và tiền bạc, nên dành thời gian đó mà đọc kinh, tỉnh tại, tự tu hành, tỉnh tại cúng dường cho người thân gia đình mình, bố mẹ mình chẳng hạn. Truyền thông mạng xã hội đã biến Thích Minh Tuệ thành hiện tượng ra sao? Thích Minh Tuệ bỗng dưng trở thành hiện tượng không chỉ trên mạng xã hội với hình ảnh và video lan truyền rộng rãi. Trước khi nổi tiếng lên như hiện nay, ông đã dành gần 6 năm lặng lẽ tu theo hạnh Đầu Đà. Với đôi chân trần, y phục chắp nối từ vải vụn và lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực. Thích Minh Tuệ sống cuộc đời không nhà cửa, chỉ nhận phần thức ăn duy nhất trong ngày. Ông tập trung vào việc tìm kiếm sự chứng đạo theo con đường của Đức Phật. Hàng ngàn người đã tự phát đi theo Thích Minh Tuệ, bày tỏ tôn sùng, học đạo hay đơn giản là tò mò, nghi ngờ. Một số khác lại lợi dụng hình ảnh của ông để tạo nội dung câu view câu like trên mạng xã hội. Dù không mời gọi mọi người đi theo, Thích Minh Tuệ cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản họ. Sự kính ngưỡng của công chúng vì vậy cần được thể hiện một cách văn minh và trí tuệ để tránh biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não. Đây không phải là lần đầu Thích Minh Tuệ thực hành độc bộ từ Nam ra Bắc, nhưng tại sao lần này ông lại trở thành hiện tượng mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông? Điều gì đã khiến hành trình của ông thu hút sự chú ý đặc biệt như vậy? Trong đoàn người đi theo Thích Minh Tuệ, có nhiều thành phần đa dạng, bao gồm tín đồ Phật giáo, những người hiếu kỳ và cả những TikToker, YouTuber. Những người này thường quay clip, livestream và đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Các video và hình ảnh này đã nhận được nhiều bình luận với các quan điểm khác nhau, thậm chí có những bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số YouTuber, TikToker và Facebooker đã thổi phồng kích động sự hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là giới trẻ để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng hoặc để được chú ý. Nhiều người hùa theo đám đông, chạy theo đón lõng sư thầy đi bộ, vái lạy rồng rắn, đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần để chụp ảnh quay phim. Những cảnh tượng lộn xộn chen lấn này không chỉ phản cảm mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông của nhiều khu vực. Đặc biệt những ngày qua, không ít người sùng bái thổi phồng cổ xí và anh hùng hóa Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, truyền bá những tư tưởng không đúng về tôn giáo, gây mê tín dị đoan trong nhân dân. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch cũng nhân cơ hội này để chống phá và xuyên tạc chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước. Họ gieo rắc và thổi phồng mâu thuẫn, chia rẽ các tôn giáo, đánh tráo khái niệm và bịa đặt rằng đảng, nhà nước và chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Những hành động này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mối quan hệ giữa các tôn giáo trong xã hội. Sự đa dạng trong thành phần đoàn người theo sau Thích Minh Tuệ cùng với những hoạt động trên mạng xã hội đã tạo ra một môi trường đầy phức tạp, nơi các thông tin đúng sai lẫn lộn và dễ dàng bị lợi dụng để phục vụ cho những mục đích xấu. Chính vì vậy, việc cảnh giác và nhận thức đúng đắn về tình hình là rất quan trọng để bảo vệ sự đoàn kết và ổn định trong xã hội. Sự khắc nghiệt trong phương pháp tu hành Đầu Đà của sư Minh Tuệ. Theo như những thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì pháp hạnh Đầu Đà là một trong những phương pháp tu để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần. Khi Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đi qua bốn cửa thành, thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời, Ngài đã phát tâm dứt bỏ tất cả để xuất gia, tầm sư học đạo với mục đích cứu khổ chúng sinh. Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ. Đầu Đà là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ có nghĩa là trừ bỏ phiền não. Đầu Đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được gọi là hạnh Đầu Đà, cốt là để tôi luyện thân tâm bằng cách diệt trừ lòng tham trước đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng khổ hạnh là cực đoan, không đem lại lợi ích gì. Đó là hành thân hoại thể, không mang lại sự giác ngộ, giải thoát nơi tâm hồn. Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo vô thượng Bồ Đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá. Cuối cùng, Ngài thành tựu đạo quả nhờ pháp tu trung đạo này. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn tăng đoàn thực hành 13 hạnh Đầu Đà. 6 năm qua, sư Thích Minh Tuệ đã học tập theo lời dạy của Đức Phật, buông xả tham ái dục vọng, sống kham nhẫn, giữ gìn giới luật theo hành Đầu Đà. Thứ nhất, về việc mặc,
Sư Minh Tuệ chỉ mặc ba y, không nhận thêm y thứ tư, vải lượm ở nghĩa địa ngoài đường, đống rác đem về chắp vá, khâu lại thành y để mặc, gọi là y phấn tảo. Ông không nhận y do đại chúng Phật tử may sẵn cúng dường. Thứ hai, về việc ăn, Sư Minh Tuệ chỉ ăn thức ăn trong bình bát, ăn bằng cách đi khất thực. Đi khất thực phải đi từng tự từng nhà, không phân biệt nhà giàu nhà nghèo, không phân biệt thực phẩm ngon dở, ăn ngày một bữa, ngồi ăn chỉ một lần. Khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại, không cất chứa hoặc để dành thức ăn qua ngày hôm sau. Thứ ba, về việc ở, Sư Minh Tuệ ở gốc cây, ở rừng, ở nghĩa địa, ở giữa trời, ở chỗ nào cũng được miễn là an toàn, an ninh, đặc biệt chỉ ngồi không nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ giúp người tu dẹp bỏ được bản ngã, thừa cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tức là trên sinh giáo pháp của Đức Phật, nuôi dưỡng giới thân tuệ, dưới là xin bát cơm của tính thí để nuôi thân tạm bợ này. Qua bát cơm đó để kích hoạt tâm từ bi và hạnh bố thí của con người, đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng mở rộng lòng, từ đó giúp cho người kia gieo hạt giống lành. Chiếc áo giải thoát của người tu đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ. Lý do Sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành khi đến Huế. Trước khi tự nguyện dừng bộ hành vào ngày 3 tháng 6, khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, nhất là các YouTuber, TikToker, ông Thích Minh Tuệ cho hay, nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt, còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, la ó lộn xộn thì không nên, bởi vì tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh, thậm chí ảnh hưởng đến giao thông thì không nên. Trên thực tế, khi ông Thích Minh Tuệ đi đến đâu thì các YouTuber phát trực tiếp đến đó. Người muốn tu học cứ thế mỗi ngày xin đi theo ông một đông hơn. Các Phật tử cũng như đại chúng tò mò, nối thành hàng dài cả km để chứng kiến ông đi qua. Lúc dừng nghỉ, ông không được an yên. Cảnh tượng lộn xộn, náo động đã khiến ông Thích Minh Tuệ phải thốt lên rằng gặp thì đã gặp rồi, ai nên về nhà nấy làm việc bình thường, về nhà sống thiện lành hạnh phúc. Đừng đi theo nữa, chứ mà kinh động ảnh hưởng đến giao thông thế này thì không được. Cuối cùng ông cho biết, cứ tình trạng này có lẽ sẽ phải ẩn tu chứ không thể tiếp tục được. Vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà, nên quá trình đi bộ ông Thích Minh Tuệ đã tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác, rồi may lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa cơm trước ngọ, tức là không được quá 12 giờ trưa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên sẽ gửi cơm chay hoặc nước thì ông chỉ dùng vừa đủ. Qua các con sông suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc nghĩa địa. Đối với con, thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở, thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì phía trước nữa, ông nói. Quá trình đi bộ có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Minh Tuệ nói họ không phải là đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng, đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay, họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý, ông nói. Nhận thấy những bất cập, ông Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng bộ hành khất thực để ẩn tu vào ngày 3 tháng 6 năm 2024 sau khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, việc ngừng bộ hành khất thực của ông Minh Tuệ nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Thích Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Cơ quan chức năng giáo hội nói về ông Thích Minh Tuệ.
Trở lại ngày 16 tháng 5, khi hiện tượng Thích Minh Tuệ được lan truyền rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản khẳng định ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính ông Thích Minh Tuệ khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, ông Thích Minh Tuệ đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa đến các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo ra sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng ngàn người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Tham mưu Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây cản trở ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là không để các thế lực xấu lợi dụng xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời, trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thông tin tuyên truyền để quần chúng nhân dân tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở làm ảnh hưởng đến việc tu học đúng chính pháp, vận động, chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ổn định xã hội. Được biết, trước khi Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội có những thông báo trên mạng tràn ngập nhiều thông tin so sánh sư Minh Tuệ với các clip nhiều người trong trang phục tu hành, có các phát ngôn đe dọa, quả báo, cổ suý cúng dường với những thông tin nhảm nhí. Các văn bản này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chính pháp, tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời cảnh báo về những hành vi lợi dụng hình ảnh sư Minh Tuệ nhằm gây mất đoàn kết. Nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó Thông tấn xã Việt Nam cũng đã đăng tải bài viết nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng ồn ào trên khắp các cõi mạng. Hình ảnh một khất sĩ đầu trần chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được và ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy, cũng không có đệ tử, không chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Ông Thích Minh Tuệ cho biết, ông đang tự tu theo hành Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần có từ thời Đức Phật tại thế. Ông thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, áo khâu từ vải vùng nhặt được, khất thực ngày ăn một bữa, sống ngoài trời nơi gốc cây nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường v.v. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một trú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa hay am thất mà bộ hành rày đây mai đó. Và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào, cho đến khi thông tin về sư Minh Tuệ được các TikToker, YouTuber, Facebooker thổi bùng khắp các trang mạng. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất, thế gian, để tập học, lời Đức Phật dạy, đã nhận được thiện cảm của một bộ phận cộng đồng mạng và người dân. Trong khi ai cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng xã hội, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch nhằm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số những bài đăng, các video clip được cắt ghép, dựng, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện tiêu cực nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hại uy tín Phật giáo. Luồng gió tiêu cực được thổi lên mạnh nhất xoay quanh ý kiến rất nhiều phiến diện cho rằng người tu sĩ phải thực hành hạnh Đầu Đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, mới đúng tinh thần của Đức Phật.
không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay influencer, người có ảnh hưởng đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng miệt thị Chư Tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thanh tịnh, là chân tu. Đó thực sự là những quan điểm hoàn toàn sai lệch, không cần phải có kiến thức uyên thâm về Phật giáo cũng biết rằng trong các vị đại đệ tử của Phật chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là thực hành được hạnh Đầu Đà trọn vẹn. Các vị còn lại trong thập đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ananda, Ngài Upali không hành đủ 13 pháp hạnh Đầu Đà. Nhưng đều là các bậc thánh tăng đã chứng đắc thánh quả cao nhất A-La-Hán. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã tìm hiểu về Phật giáo ở mức căn bản nhất cũng đều biết rằng, ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã chọn, nhận và cho phép tăng đoàn sử dụng các ngôi tinh xá, nguy nga do các quốc vương, các trưởng giả xây cất cúng dường mà chứng tích vẫn còn hiển hiện trên đất nước Ấn Độ đến tận ngày nay. Các tinh xá là nơi Phật và chư thánh tăng giảng pháp, tiếp nhận đồ chúng và tu tập. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay các ngôi chùa, tự viện cũng là nơi tăng ni tu tập, tầm cầu giác ngộ, giải thoát theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy hoặc trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh theo tinh thần của Phật giáo phát triển hay Phật giáo đại thừa. Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho chí nguyện hoằng pháp độ sinh, và thực tế là nhiều ngôi chùa to Phật lớn nhưng vẫn không thể đủ không gian cho Phật tử tu tập. Là có một nghịch lý là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường lớp cho học sinh, nhưng ngôi chùa vốn là trường học tâm, trường học đạo đức, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử, thì lại bị những thành phần chống phá phỉ báng, bôi nhọ. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay của các thế lực thù địch còn lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ để so sánh với những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một số ít tăng sĩ, cố tình tạo ra một sự đối lập, tương phản hồng bôi xấu, nhuộm đen. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung từ đó gây chia rẽ, mất niềm tin đối với người dân và Phật tử. Đây là một sự so sánh nguy hiểm khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng con sâu làm rầu nồi canh để đánh đồng bôi xấu hình ảnh Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo nước ta, và còn đồng thời công kích khi tín đồ Phật giáo lại mê muội khi nghe giảng Phật pháp cúng dường Tam Bảo. Nguy hiểm hơn, lợi dụng những ồn ào về hiện tượng Thích Minh Tuệ, các thế lực phần tử thù địch cũng nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo với đảng nhà nước, một mặt để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín Phật giáo. Những thành phần thù địch đã bịa đặt, miệt thị đường hướng phục vụ đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Việc người bộ hành Thích Minh Tuệ tự tu học Phật với những phát ngôn, hành xử của ông là đúng hay sai, điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật. Người viết bài xin không mạn phép bạn ở đây. Nhưng với diễn biến vừa qua và chắc chắn còn chưa dừng lại, có thể khẳng định hiện tượng sư Minh Tuệ chính là cơ hội để các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn chấp thời cơ tận dụng một cách triệt để qua truyền thông, xã hội để chia rẽ, hạ uy tín cộng đồng Phật giáo. Và cũng cần phải nhấn mạnh rằng, chính sách của đảng ta và hệ thống pháp luật về tôn giáo luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Những hoạt động tôn giáo ít nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng hợp pháp của tín đồ được bảo đảm. Ngược lại, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá chính sách của đảng, nhà nước hay gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa của dân tộc đều bị xử lý theo pháp luật. Những người đệ tử Phật nói riêng và những người yêu kính các giá trị thiện đức nói chung vẫn luôn tin tưởng rằng, không cần thông qua những ồn ào trên mạng xã hội, vẫn đang có rất nhiều những vị tăng ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo pháp, đang ngày đêm học hỏi tu tập theo chánh pháp Phật, thanh tịnh thân tâm mình và làm lợi lạc cho đời, xứng đáng là những bậc sứ giả của Như Lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!